đình đây là cái ổ của phải không? Cái ổ của gia đình. Trời đất ơi, bừa bộn. Lúc nãy mọi người nói chuyện thấy ghét lắm. Nói gì vậy? Cái phòng của mẹ vừa bộn. Ừ, cái phòng của mẹ sao vừa bộn quá à? Còn hồi nãy là tiên mới dắt mọi người xuống dưới đó đi chơi. Cái mọi người lên trên phòng nó ủa ba. Cái phòng con lúc nãy nó gọn gàng dữ lắm mà sao bây giờ nó vừa bộn dữ quá. Cái tiên cái bộn nó chắc là ai phá đó, thì bà ngoại hay là mẹ Hân phá đó. Không có đâu ba, chắc là em sau này phá nè. Xàm lắm. Nó xàm. Con xàm lắm. Ai, hôm nay lần đầu tiên Quách Ngọc Tiên đọc truyện cho em bé Vi Cá nghe. Bữa giờ để dành đó, bữa giờ chưa đọc luôn. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên sẽ đọc truyện cho em bé nghe. Thiên dị. Làm gì thiên dị? Hồi đó mọi người đọc liền. Hồi nào? Hồi ngư. Ngư cũng cỡ này mới đọc. Xin lỗi, đọc liền. Dạ, mình nhỏ xíu biết gì đâu đọc. Đọc liền, anh đọc liền luôn. Đợt đó anh mua tới 11 cuốn lận. Mấy cuốn tấm gương hiếu thảo nè. Ừ. Chuyện cổ tích. Là một cuốn là mấy cái mà anh đọc liền luôn. Bây anh bị quên đó. Mấy cuốn đó là mất tiêu rồi. Ba ơi ba. Bây giờ khui hàng. Ba con nói ba nè. Ba đây. Ba con chỉ nè. Chủ quần hả? Ba biết đây là ai không? Đây là nàng tiên. Đưa đây mẹ lựa các ba. Đúng không? Cọc nó mới bị chưa coi lớp gì á. Nào không nãy hả? Ba cuốn rồi. Ngư đọc xuống đây đi, ba đọc chuyện cho ngư nghe luôn. Cái này hả? Xả gác luôn đi. Một tí nữa gương sao? Chuyện nước ngoài hay sao? Thôi bây giờ là ba xếp cái này gọn lại rồi. Mà con chỉ muốn gửi chuyện mình cho em thôi. Lúc nãy chị đó cầm nè, con đọc cho em nghe nha ba. Chị sợ chú sợ chú, chị đọc cái gì á? Ta đọc này đi, bác Nông Dung và con quỷ. Thôi đọc cuốn này trước nè, con yêu bố rất nhiều nè. Tớ sẵn sàng chơi với cậu nè. Cái cuốn là của anh tặng hay sao? Thôi, đọc cuốn này đi, thấy cuốn này dày quá làm biếng quá. Có, nó dày nhưng mà nó ít lắm. Ngày trước lúc bọn người còn nhỏ là mỗi ngày trên đọc một cuốn chuyện, một câu chuyện chứ phải một cuốn. Trong một cuốn chuyện nó có nhiều câu chuyện ở trong đó. Cái này đi, cái này vui nè. Vui không? Cái này hay hơn nè, cái này. Ok. Em bé ơi. Em bé của ba ơi. Em bé mạnh khỏe nha. Nhưng là ba này. Em bé của ba khỏe thì khỏe hơn nha. Hôm nay là ngày đầu tiên qua đọc chuyện cho em bé nghe nha. Biết không? Ba đọc chuyện Quyển công chúa này chứ. Ây da, rồi. Đọc rồi. Tí nữa ba đọc. Ba nói chuyện với em tí xíu. Ba không chờ. Ba nói chuyện với em bé nè. Không chờ. Ba đi vào ngươi có quay phim lại mình nói chuyện với em bé nè. Mày nói... Thôi được, lại nhìn ba chứ con không quay. Con đừng phá hư cái điện thoại của ba nha. Con có cái ba với em bé trong đó không? Rồi xong luôn. Ngươi quậy quá hả? Ba đứa dậy đi, để yên ngồi. Té con bây giờ. Giờ ba đánh ra đi con ngồi được rồi. Giờ ba xoay giày đi. Rồi, cái xây gì mới thấy được em bé nè. Thôi con cho trong con ngồi đi. Nhanh lên. Đưa cho mày hả? Để điện thoại đây cho ba con vô đó ngồi với mẹ. Không đây này. Ở đây dây điện ba không có cho con ngồi. Điện không ngoài nguy hiểm. Đi vô trong. Mà con muốn ngồi đây. Nhưng mà ba nói ở đây có điện nguy hiểm lắm. Vậy thôi con thức dậy đây. Không được luôn, nguy hiểm lắm. Con qua con nằm với em đi. Ba đọc chuyện cho bé. Ba đọc chuyện cho đây. Nhưng mà chỗ này con không ngồi được, chỗ này bụi không mà. Để mình để dành quay phim mà. Bây giờ con dọn rác đây. Rồi nằm xuống. Con sẽ để rớt đầu. Thôi cứ rớt vô đầu đó, trúng đầu đau lắm. Là trên này bụi không à, ba chưa có hút bụi. Con nằm này con nhỏ đi kia, lại nằm tôi nè. Con nằm này dưới ướt, có cái hang nè. Giờ nằm xuống đó đi em bé ơi. Con nhắm cho em để con xem. Ôi nãy giờ kêu đọc cuốn nào vậy? Đọc con quỷ ạ. À, tự nhiên bắt con ta đọc con quỷ. Đọc đi. Nè, ủa con ôm em hả? Em bé. Ba hôm con trước. Em bé mà. Ừ, ba hôm em sao? Con là em bé mà. Ủa con em bé luôn hả? Là ba hôm mẹ. Ba đọc chuyện cho con với bé nghe nha. Con là em bé. Ừ, ba đọc cho hai em bé nghe nha. Hai em bé thiệt là ngoan nha.
em bé mai mốt em bé lớn lên em bé sẽ coi cái clip này đó. Em bé thấy ba đọc chuyện cho em bé nghe này, chị Hai nằm ở đây nè. Sao chị Hai lắm quá vậy? Chị Hai nằm không lên. À sao em bé lắm quá vậy? Mẹ Hân Mập yêu cầu Ba Vi Cá đọc cuốn truyện là Bác Nông Dân và Con Quỷ. Tự nhiên bắt con ra mình thấy xíu nghe câu chuyện kỳ cục. Yêu yêu. Đợi lúc nó nằm xuống. Này nó đọc một bên đó ha. Nó đọc bên này nè. Một bên này xong rồi kia này là tiếng Anh. Xong rồi. Đợi nó biết rồi. Đây là những cuốn sách xoay quanh câu chuyện về Bác Nông Dân và Con Quỷ, giúp con bạn phát triển được 5 nhóm kỹ năng quan trọng đối với trẻ mầm non. Ngày xưa có một bác nông dân thông minh và nhanh trí. Bác có một thửa ruộng lớn để gieo trồng. Đây có hình của bác nông dân luôn. Nguyên một thửa ruộng bự thực bự luôn. Bác nông dân là đại gia đất nông sản. Không, bác để vậy đi. Rồi bác để về bác đọc luôn nha, con nằm đó đi. Một ngày nọ, sau khi làm ruộng về thì trời đã nhá nhem tối. Bác nông dân trông thấy phía trước có một đám lửa hồng, bên cạnh là một con quỷ nhỏ và đen đúa. Chưa thấy hình. Rồi, đọc qua. Bác nông dân tiến lại gần và hỏi con quỷ: người đang ngồi cạnh giữ kho báu phía dưới phải không? Con quỷ liền trả lời: đúng vậy, dưới đây chính là kho báu của ta. Bác nông dân từ tốn đáp: kho báu của ngươi nằm trên mảnh ruộng của ta, vậy nó phải thuộc về ta mới đúng. Con quỷ liền nói: nếu muốn lấy kho báu của ta, ngươi phải hứa chia nửa cho ta số hoa mùa thu hoạch ở trên cánh đồng này trong 2 năm liền. Nghe con quỷ nè. Bác nông dân nè. Chưa, để bà con này là tốt bụng hay là xấu nha. Thì từ từ nó định ăn cái kho báu của mình này nè. Không phải, kho báu là kho báu của nó, nhưng mà bác nông dân dành đó. Để mình coi như tiếp theo như thế nào nha. Ba cũng chưa đọc nữa. Con nằm xuống đi. Em bé bò ở đây à. Bác nông dân đáp lại: không thành vấn đề, người muốn chia như thế nào? Con quỷ láo cá nói: ta sẽ lấy phần ngọn, còn lại là của ngươi. Bác nông dân đồng ý và bắt con quỷ làm cam kết. Con quỷ vô cùng hài lòng. Rồi, như là trong năm đầu tiên, bác nông dân trồng toàn củ cải đường trên thửa ruộng. Con biết củ cải đường không? Con đâu biết đâu. Củ cải trắng hả? Có hình không? Con quýt con này. Con cải trắng nè. Con cải trắng đúng không? Đúng rồi. Đến mùa thu hoạch, con quỷ đến tận thửa ruộng và nhận thấy những luống cải củ cải đường đã được bác nông dân đào lên hết. Phần củ ngon lành thì được bác nông dân đem về, chỉ còn phần lá ở phía trên là để lại cho con quỷ. Con quỷ tức tối như vậy đã cam kết nên nó hậm hực nói: thôi được, dù mùa năm sau ta sẽ chọn phần gốc, còn phần ngon là của ngươi. Cái này có cổ tích từ xưa mà thôi. Đúng rồi. Năm tiếp theo, bác nông dân trồng toàn là lúa mì ở trên cánh đồng. Đến mùa thu hoạch, con quỷ lại xuất hiện. Nó chắc mẩm lần này sẽ không bị lỗ như năm ngoái. Cánh đồng lúa mì triệu bông khiến nó vô cùng thích thú. Bác nông dân thu hoạch hết lúa mì và để lại gốc lạ. Đúng như bản giao kèo của con quỷ. Con quỷ quá tức giận nhưng không thể làm gì bác nông dân. Nó gầm ghè rồi biến mất. Bác nông dân đến chỗ con quỷ giấu kho báu và đào được một thùng vàng đầy ắp. Bác nông dân vui vẻ mang thùng vàng về nhà. Đó, bác nông dân lấy được kho báu rồi đó con. Hết rồi. Ơ, gì cây vậy? Câu chuyện này đó là chuyện này không đi ổn mà. Cả nhà ơi, câu chuyện này không ổn mà. Bỏ đi. Nếu mà giết như vậy cuối cùng con quỷ là người xấu hay là bác nông dân là người xấu? Xấu cũng được.
có kho báo là của con quỷ, người ta đã canh bao nhiêu năm trời ngày này nó bán nọ rồi cuối cùng có nông dân gạt con quỷ. Chưa nó xấu luôn, nó bị bác nông dân gạt rồi. Bác nông dân trên kỳ cục quá. Kho báo của bạn quỷ mà. Nếu vậy là mình phải chia đều chứ đúng không? Bác nông dân không có công bằng gì hết. Bỏ câu chuyện này, xí xóa nha con, bỏ. Mẹ con đưa câu chuyện kỳ cục quá. Để mẹ mở cổ tích nó lên cho con, cổ tích rõ ràng hơn á. À, câu chuyện này thì ngày xưa là cũng đã từng học, từng được đọc rồi, là do con quỷ nó tới nó phá này nọ. Nó mới bắt mình giết cái đâu. Thì lúc đó con quỷ mới là người xấu. Người xấu thì bác nông dân mới dùng trí thông minh của mình thì mới trồng cái này, trồng cái kia. Cuối cùng bây giờ thì tình. Đọc một câu chuyện khác đi. Con yêu bố rất nhiều. Trong này là hai bố con, một bố gấu ba và bố gấu con và con gấu con. Thôi mà mỗi ngày là một câu chuyện thôi. Điện thoại mẹ không có gầm đường nữa, nó bị mất rồi. Con làm gì? Con làm lúc này, mà lúc con điện thoại mẹ làm được không? Được không? Mà đi được nó chứ không cần mình dắt nó đi luôn. Thiệt không? Thiệt. Bà chưa biết luôn, nó còn chỉ mà coi. Này nó nói đi vậy mà. Đưa đây mà làm cho bà coi, bà chưa biết rất phồn. Cô bé bán diêm. Đưa cái này mẹ kiếm cho. Ai đưa cho mẹ cái cuốn sách đây. Lấy cái mã QR rồi hả? À, mở ra cho vợ coi cái app là app gì. App hào. App to. App hào á. Lọc giống cái nữa, Công chúa ngủ trong rừng. À, đưa đây. Đưa đây. Y xin nặng quá. Hồi nhỏ nè, hồi nhỏ con giống như em nằm ở trong bụng mẹ, ba cũng đọc chuyện cho con nghe, con đâu biết đâu đúng không? Có cái gì khác, không có chìa khóa đâu. Cả nha. Thở xong đưa ngón tay cho ba phủ nha. Đâu, đưa con có này. Đưa cho mẹ một cuốn không ấy. Rồi nè, đó, nhẹ chưa? Đưa, để ba lấy thằng như ba lao cho. Con phủ được. Con phủi luôn rồi hả? Mỗi ngày chưa đọc một câu chuyện, ngày hôm nay là câu chuyện đầu tiên dành cho em bé Vi Cá. Nhưng mà câu chuyện này nó hơi chất vớt, mình sẽ giải thích lại với em sau nha. Cảm ơn ông bà cô chú đã luôn theo dõi kênh Quách Ngọc Tiên Family, kênh của gia đình Tiên. Ủa sao ông cho ông bà cô chú coi cái này hả? Coi cái nào? Cả nhà ơi, thương Tiên thì cả nhà nhớ xem nhiều nha. Chia sẻ clip và subscribe kênh, cảm ơn. Ủa còn chưa tắt đâu, chờ tí một tí. Má không cần cho coi gì đó. Đưa cái tay con đây ba lao nè. Con đứng như là cái miệng con chú vậy. Con đứng giống như là con đi trên một chiếc thuyền. Con sẽ làm Sinbad vậy đó. Đây là chiếc thuyền của con đúng không? Đây ba kéo cái quần lại là tổ quần coi. Con giống như con chú trên thuyền mà. À, công chúa gì ba quên rồi ta? Elsa hả? Công chúa Elsa hả? Con là công chúa Alice. Đúng không? Mà ba ai ba cũng mấy con chúa mặc áo quàng được đội con miệng là công chúa khả sái tóc là tên gì vậy? Con cũng không biết nữa. Con hỏi mẹ coi, ba cũng không biết nữa. Con cũng không biết mẹ. Thôi bây giờ con hỏi bà công chúa, công chúa đó là công chúa gì? Ông bà công chúa biết đó. Con hỏi thử đi. Ông bà cô chú ơi, ông bà cô chú có biết cái váy màu vàng đội lên miệng rồi cái tóc xõa tóc là gì không? Cái tóc xõa tóc là gì không? Ông bà cô chú chắc cũng không hiểu đâu. Kìa. Bé, thấy con chú không? Đây, để ba lấy cái điện thoại lại. Để quay cho cả nhà xem. Ủa có phần mềm này nữa hả vợ? Đâu rồi? Nhanh lên đâu. Ồ. Quay vô trong đó là nó tự. Nó tự hiện hình lên đó nè, kể chuyện. Có tiếng không? Có, bình thường là có đâu, tiếng nào? Sao không thấy tiếng đâu hết. Ồ thấy nhà vua thấy mọi người đi vậy luôn á hả? Đúng rồi.
Rồi, cái cuốn con quỷ hồi nãy cũng làm được luôn á. Nó cập nhật từ đâu? Từ cái mã số, cái cuốn con quỷ cũng làm được luôn á. Rồi tiếp tục. Lọc lên cho nó coi coi. Đó nè. Ghê ghê ghê. Ủa chứ mà sao hôm nay nó không có tiếng vậy? Thôi dẹp luôn. Thôi con đi. Bye bye. Nó có tiếng mà. Ngày mai đọc tiếp câu chuyện khác. Alo, có ai? Em đi đi hả? Mẹ thì hát câu thịt bún. Câu lại nè, câu lại nè. Được chưa, được chưa? Anh à, té con lên chết chưa?